Vâng, xin kính chào mọi người đã trở lại video của em ha. Hiện tại bây giờ thì em đang cập nhật đám tang tại Hoa Viên Bình Dương mọi người ơi. Hiện tại thì có một đám tang được an táng tại Hoa Viên và đám này là đám chôn ha mọi người. Và không biết đám này là của cụ ông và cụ bà thì xin mời mọi người theo dõi video của em ha. Hai đám này ở thành phố Hồ Chí Minh xuống mọi người ơi. Đám của cụ bà. Em thấy là rất là nhiều hoa luôn. Bây giờ thì sẽ đi lại gần không mọi người. Rồi nhiều hoa. Hiện tại thì đang thắp hương lịch trình. Có nhiều xe sang luôn không? Đám tang của đại gia Sài Gòn nha mọi người. Cho một khu B1 nha mọi người. Và kế bên đây có một cái ngôi mộ tiếng Anh không à. Đây, cho ông đây mọi người ơi. Cái khu này. Anh khu này nha mọi người.
B1 thôi. Cú B1 nha mọi người. Mình qua tài đàn nha. Chiều nay thì có 3 đám nữa nha mọi người ha. 3 đám 2 giờ. Wow, quá trời con cháu đồ tan luôn mọi người ơi. Yeah.
Nghe gần gốc linh qua tại đạn rồi. Rất đông người thân luôn, đội tang mọi người. Chôn này cũng gần gần khu vực mộ của nhạc sĩ Lam Phương. Giờ chuẩn bị hạ mọi người ơi, mấy đầu tì chuẩn bị vô. Rồi cũng xin kết thúc video tại đây mọi người. Thành tâm chia buồn cùng với gia đình. Nam mô A Di Đà Phật.